Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Hôm nay Tân Đại Dương xin gửi đến các bạn những lý do vì sao các bạn nên chọn học chương trình Anh ngữ tại FLS International. Vì chương trình của FLS International được chứng nhận bởi ACCET. Chương trình của FLS giúp bạn nói tiếng Anh giống như là bạn nói tiếng mẹ đẻ. Thông qua các lớp nghe, nói và thực hành, bạn sẽ có cơ hội ở homestay với người bản xứ, sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội học hỏi và trau dồi tiếng Anh. FLS International cam kết cung cấp chương trình tiếng Anh hiệu quả và những chương trình giáo dục về văn hóa cho sinh viên quốc tế và luôn hỗ trợ sinh viên trong suốt chương trình học cũng như trong quá trình trải nghiệm tiếng Anh. Sự chuẩn bị tốt về tiếng Anh sẽ giúp sinh viên có đủ khả năng trực tiếp lên các trường tại Mỹ. Và để cập nhật những thông tin học bổng mới nhất của trường cũng như là các chương trình học của trường, các bạn hãy liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 và 0166511572. FLS giảng dạy đến 30 giờ một tuần với 9 cấp độ được chứng nhận bởi ACCET, đảm bảo rằng bạn sẽ có một khóa học tiếng Anh phù hợp nhất với trình độ của mình. Sau khi hoàn tất khóa học theo từng cấp độ của FLS, học viên sẽ được cấp một chứng nhận mà sẽ thay thế được chứng chỉ TOEFL tại nhiều trường cao đẳng đại học tại Mỹ liên kết với FLS. Trường duy trì mô hình lớp học nhỏ sử dụng các tài liệu hiện đại và các giảng viên là những người địa phương có kinh nghiệm và trình độ cao. Các học viên được quyền sử dụng cơ sở vật chất tiện nghi của khuôn viên các trường cao đẳng đại học mà FLS tọa lạc, như chính các sinh viên trường bao gồm như thư viện, phòng máy tính, phòng lab và các dụng cụ thể dục thể thao v.v. Các cơ sở lý tưởng của FLS tọa lạc khắp nước Mỹ. Các khuôn viên của trường FLS nằm trong cộng đồng dân cư an ninh, được tọa lạc tại các địa điểm sôi động và hấp dẫn khắp nước Mỹ, bao gồm các thành phố nổi tiếng thế giới như Los Angeles, Boston và Las Vegas, hoặc là khuôn viên các trường đại học đẹp như tranh và Thanh Bình. FLS chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn một môi trường học tập an toàn và đầy cảm hứng. Để được hỗ trợ các thủ tục hồ sơ du học một cách tốt nhất, các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 và 0166511571. Hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Và xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Chào tất cả các bạn đã đến với chương mục chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương kính mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Công Chính, là một trong những du học sinh vừa đạt visa du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng ta cùng trò chuyện với em Chính nhé. Chào Chính. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em cho các bạn được biết ha? Dạ, thì em tên là Chính và em năm nay 16 tuổi, mới hoàn thành xong chương trình lớp 10 tại trường Trung học Phổ thông Minh Đạt. Em có thể chia sẻ với các bạn là qua Mỹ em sẽ học tiết chương trình gì bên đó? Đầu tiên khi mà qua Mỹ em học tiếng Anh ở trường trung tâm EOS khoảng chừng 1 năm, sau đó em sẽ chuyển sang học phổ thông lớp 11, 12 và sau đó chuyển lên đại học. Vậy khi mà làm hồ sơ ở Tân Đại Dương á, thì em có cảm nhận gì về cái dịch vụ của Tân Đại Dương? Thì em cảm thấy là Tân Đại Dương rất chu đáo và tận tình giúp em trong mọi việc, nhất là những câu hỏi của lãnh sự về khi phỏng vấn. Quá trình học thì anh Khôi của Tân Đại Dương có kêu em lên mạng và tìm kiếm những trang web của trường và những cái hay của trường. Bên cạnh đó anh Bảo Anh cũng giúp cho chúng em là về cái phần tâm lý khi đi phỏng vấn visa, và khi đến sau đó thì em thì có được một cái tinh thần tự tin khi đi phỏng vấn. Qua đâu thì em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Mẹ em thì có một người bạn có đã có từng có con đã ở Tân Đại Dương rồi, cho nên giới thiệu cho mẹ em, mẹ em biết tới. Em nói được qua đây em sẽ học tiếp chương trình phổ thông. Rồi em có thể biết bật mí cho các bạn là cái chuyên ngành mà sau khi em học phổ thông xong em
học đến chương trình đại học là cái chuyên ngành gì? Tôi nghĩ là em sẽ học sang kỹ sư điện tử. Vậy cứ ước mơ sau này của em thì em thích làm cái gì? Dạ thì em cũng học về kỹ sư điện luôn, là em sẽ đi làm chung với bác em bên đó. À, em có người thân bên Mỹ. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của Chính. Thì chị thay mặt công ty Tân Đại Dương và chúc Chính qua Mỹ sau học tập thật là tốt. Và khi nào có cơ hội về Việt Nam thì nhớ ghé thăm các anh chị ở Tân Đại Dương nha. Cảm ơn em. Chương trình chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.